Xin chào các em học sinh. Cô rất vui khi gặp lại các em trong tiết học online môn sinh học 10. Trong tiết học online tuần trước, cô trò chúng ta đã tìm hiểu phần đầu tiên của chủ đề virus và bệnh truyền nhiễm là cấu trúc các loại virus. Trong tiết học online tuần này, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ hai của chủ đề này, đó là sự nhân lên của virus trong tế bào chủ. Trước khi vào bài học mới, cô mời các em quan sát một đoạn video. Thưa quý vị, virus corona chủng mới có khả năng liên kết với các thụ thể tế bào và lây lan cao gấp 20 lần so với bệnh SARS. Đây là kết luận của một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Texas và công bố trên trang web BioResearch thuộc phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor của Mỹ mới đây. Theo nghiên cứu trên, so với SARS-CoV-nCoV dường như dễ lây từ người sang người. Ái lực cao của nCoV đối với ACE2 có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dễ dàng lây lan từ người sang người hiện nay của nCoV-2. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ACE2 là một loại thụ thể enzyme của SARS và cũng đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ của nCoV với các tế bào người. Chủng mới của virus corona có ái lực, tức là khả năng kết hợp với một chất với chất khác, đối với ACE2 cao hơn virus SARS từ 10 đến 20 lần. Nghiên cứu mới cho thấy, dù cả hai có độ tương đồng cao trong miền liên kết với thụ thể RBD, chúng không liên kết với ba kháng thể đơn, dòng đặc hiệu của SARS, MABS, bản sao của một kháng thể có khả năng vô hiệu hóa mầm bệnh. Các nhà khoa học đã xác định protein dầm có trong màng bọc của virus corona rất cần thiết để xâm nhập tế bào của vật chủ trong quá trình lây nhiễm. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong việc phát triển vaccine, kháng thể để điều trị và chẩn đoán. Song các chuyên gia cho biết cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu về vai trò của thụ thể tế bào trong quá trình virus lây lan từ người sang người. Các em ạ, nCoV vô cùng nguy hiểm bởi vì nCoV nó có khả năng bám vào tế bào người và gây nên sự lây lan giữa người và người gấp 20 lần so với bệnh SARS. Như vậy, quá trình xâm nhập của virus vào tế bào vật chủ nó diễn ra như thế nào và vai trò của thụ thể tế bào trong quá trình lây lan của virus là như thế nào? Thì trong tiết học online ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Chúng ta sang một bóng la mã của chủ đề, đó là chu trình nhân lên của virus. Các em ạ, virus nó không có cấu tạo tế bào, không có quá trình chuyển hóa vật chất và trao đổi năng lượng, chúng phụ thuộc hoàn toàn vào tế bào chủ. Nên ở virus, quá trình sinh sản được gọi là nhân lên. Trên màn hình là chu trình nhân lên của Fager. Các em hãy quan sát thật kỹ và nhận xét xem chu trình nhân lên của virus gồm có mấy giai đoạn. Qua hình ảnh chúng ta vừa quan sát thì chúng ta thấy chu trình nhân lên của virus gồm có 5 giai đoạn, đó là hấp phủ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp và phóng thích. Đặc điểm của từng giai đoạn như thế nào, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu giai đoạn thứ nhất, hấp phụ. Trên màn hình là sự hấp phụ của Fager vào tế bào vi khuẩn E. coli. Và bên dưới là sự hấp phụ của virus vào tế bào động vật. Thì qua hình ảnh, chúng ta thấy trong giai đoạn hấp phụ có sự liên kết đặc hiệu giữa gai glycoprotein hoặc protein bề mặt của virus với thụ thể của bề mặt tế bào chủ. Và sự hấp phụ của từng loại virus vào các tế bào khác nhau
là khác nhau. Mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một tế bào nhất định. Lý do tại sao như vậy? Tại sao mỗi loại virus chỉ xâm nhập được vào một loại tế bào chủ xác định? Như chúng ta đã học đặc điểm của giai đoạn hấp thụ, thì chúng ta thấy có sự liên kết đặc hiệu giữa gai glycoprotein với thụ thể trên bề mặt tế bào vật chủ. Như vậy, mỗi virus chỉ có thể nhiễm vào một loại tế bào nhất định bởi vì do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virus. Ví dụ như virus HIV chỉ nhiễm vào tế bào hệ miễn dịch mà không nhiễm vào tế bào gan. Còn virus viêm gan B thì ngược lại, chỉ nhiễm vào tế bào gan mà không nhiễm vào tế bào hệ miễn dịch. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm của giai đoạn thứ hai, giai đoạn xâm nhập. Trên màn hình là sự xâm nhập của Pfizer. Qua hình ảnh thì chúng ta thấy, đối với Pfizer, chỉ phần lõi là được tuồn vào bên trong, còn phần vỏ thì ở bên ngoài. Còn đối với virus động vật thì quá trình xâm nhập nó diễn ra như thế nào? Các em hãy quan sát hình ảnh sau. Qua hình ảnh thì chúng ta thấy đối với virus động vật, nó đưa cả nucleocapsid vào, rồi sau đó mới cởi vỏ. Như vậy, mỗi loại virus có cách xâm nhập khác nhau vào tế bào chủ. Lý do tại sao như vậy? Thì chúng ta thấy ở vi khuẩn có một thành peptidoglycan. Do nên, một số virus đã phát triển những cơ chế giúp bơm bộ gen của chúng vào tế bào vi khuẩn xuyên qua thành tế bào, trong khi vỏ capsid vẫn còn ở bên ngoài. Còn virus nó xâm nhập vào tế bào thực vật như thế nào? Có giống như sự xâm nhập của Pfizer và virus động vật hay không? Các em ạ, đối với lại virus thực vật, nó không tự xâm nhập được vào tế bào, mà virus chỉ xâm nhập được vào tế bào nhờ côn trùng, nhờ các vết sai sót do dụng cụ hoặc là nhờ nấm. Tại sao lại có sự khác biệt trong cách xâm nhập giữa virus động vật và virus thực vật như vậy? Như chúng ta đã biết, tế bào thực vật nó có một cái thành dày cấu tạo từ cellulose. Do đó, virus thực vật không tự xâm nhập vào được, mà nó chỉ xâm nhập vào nhờ côn trùng, nhờ các vết xê xước do dụng cụ để lại, hoặc là nhờ nấm. Và khi ở trong tế bào, chúng nhân lên rồi truyền sang các tế bào khác thông qua các cầu sinh chất để lan ra khắp cơ thể cây. Chúng ta cùng qua giai đoạn thứ ba, sinh tổng hợp. Trên màn hình là hình ảnh của giai đoạn sinh tổng hợp. Trong giai đoạn này, virus sử dụng nguyên liệu và enzyme của vật chủ để sinh tổng hợp các thành phần của virus. Trừ một số virus có enzyme riêng tham gia vào quá trình sinh tổng hợp. Chúng ta sang giai đoạn thứ tư của chu trình nhân lên của virus, đó là lắp ráp. Trên màn hình là hình ảnh của giai đoạn lắp ráp. Sau khi được tổng hợp thì các thành phần acid nucleic và protein được lắp ráp với nhau một cách ngẫu nhiên để tạo ra virus mới. Cũng do cái cách lắp ráp này mà xuất hiện các virus khuyết tật, có nghĩa là virus thiếu thành phần, có thể có vỏ mà không có lõi, hoặc có lõi mà không có vỏ. Và một virus mà hoàn chỉnh thì được gọi là virion. Giai đoạn thứ năm trong chu trình nhân lên của virus đó là phóng thích. Các em hãy quan sát hình ảnh trên màn hình. Trong giai đoạn này, virus sẽ phá vỡ tế bào và phóng thích ra bên ngoài. Virus sẽ có hai cách để chui ra khỏi tế bào. Hai cách đó là gì?
Chúng ta cùng nhau quan sát những hình ảnh sau. Virus phá vỡ tế bào để chui ra ồ ạt. Trong trường hợp này, tế bào chết ngay. Hoặc là virus chui ra từ từ theo lối này trời. Trong trường hợp này, tế bào vẫn tồn tại một thời gian nữa. Theo các em, bằng cách nào virus phá vỡ tế bào để có thể chui ra một cách ồ ạt? Các em ạ, virus có hệ gen mở hóa lysozyme để làm tan thành tế bào. Do đó virus có thể phá vỡ tế bào để chui ra. Nếu virus làm tan tế bào thì gọi là virus độc. Nếu virus không làm tan tế bào gọi là virus ôn hòa. Khi virus nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan. Còn virus không làm tan tế bào thì gọi là chu trình tiền tan. Chu trình tan và chu trình tiền tan khác nhau như thế nào? Cô trò chúng ta cùng xem hình ảnh sau đây. Đây là chu trình tan ở virus độc. Và chu trình tiền tan ở virus ôn hòa. Qua hai chu trình mà chúng ta vừa quan sát thì các em thấy điểm khác nhau của hai quá trình này là gì? Qua hình ảnh thì chúng ta có rõ ràng nhìn thấy đó là vật chất di truyền của virus độc tồn tại và nhân lên một cách độc lập đối với vật chất di truyền của tế bào chủ, và nó nhân lên nhiều thế hệ virus trong tế bào chủ, sau đó phá vỡ tế bào chủ để ra giải phóng ra bên ngoài. Còn ở virus ôn hòa, vật chất di truyền của virus gắn với vật chất di truyền của tế bào chủ và cùng nhân lên với vật chất di truyền của tế bào chủ. Nó không nhân lên thế hệ virus mới trong tế bào chủ và cùng tồn tại với lại tế bào chủ. Trên đây là nội dung của bài học online sinh học 10 trong tuần này. Sau đây, để khắc sâu hơn kiến thức mà cô trò chúng ta tìm hiểu trong bài học, cô trò chúng ta cùng nhau giải quyết bài tập sau đây. Đó là 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Câu hỏi thứ nhất: giai đoạn nào sau đây xảy ra sự liên kết giữa các thụ thể của virus với thụ thể của tế bào chủ? A. Giai đoạn xâm nhập. B. Giai đoạn hấp phụ. C. Giai đoạn sinh tổng hợp. D. Giai đoạn phóng thích. Chúng ta chỉ cần tái hiện lại các kiến thức thì chúng ta nhận thấy ngay đây là đặc điểm của giai đoạn hấp phụ. Câu hỏi số 2: mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một loại tế bào chủ nhất định nhờ cấu trúc nào của virus? A. Vỏ capsid. B. Gai glycoprotein. C. Lõi acid nucleic. D. Vỏ ngoài. Như chúng ta đã học, mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một tế bào chủ nhất định nhờ sự đặc hiệu giữa gai glycoprotein của virus với lại thụ thể bề mặt tế bào chủ. Như vậy, đáp án đúng trong câu này đó là B. Câu 3: virus sử dụng enzyme và nguyên liệu tế bào chủ để tổng hợp acid nucleic và protein. Hoạt động này xảy ra ở giai đoạn nào? A. Hấp phụ. B. Xâm nhập. C. Sinh tổng hợp. D. Phóng thích. Chúng ta dễ dàng nhận ra ngay đây chính là đặc điểm của giai đoạn sinh tổng hợp. Câu 4: hoạt động nào sau đây là của virus ôn hòa? A. Nhanh chóng tan số lượng và phá vỡ tế bào chủ. B. Khi vào tế bào chủ, hoàn toàn không hoạt động. C. Acid nucleic của virus gắn vào hệ gen của tế bào chủ. D. Điều khiển tế bào chủ tổng hợp vỏ và lõi cho virus.
Trong câu hỏi này thì chúng ta nhận thấy virus ôn hòa khi xâm nhập vào tế bào chủ thì vật chất di truyền nó sẽ gắn liền với vật chất di truyền của tế bào chủ và cùng nhân lên với vật chất di truyền của tế bào chủ và không nhân lên thế hệ virus mới. Như vậy, đáp án đúng ở câu này đó là câu C. Câu 5. Điều nào sau đây không đúng đối với sự lây nhiễm virus ở thực vật? A. Xâm nhập trực tiếp vào tế bào thực vật. B. Lây nhiễm nhờ côn trùng. C. Lây nhiễm qua cầu sinh chắc giữa các tế bào. D. Lây nhiễm qua các vết xây xác của tay do các dụng cụ bị nhiễm gây ra. Đối với những câu hỏi giọng phủ định như câu 5, thì các em để ý những chữ phủ định thường người ta in đậm và in nghiêng. Ví dụ như trong này thì đó là từ không đúng. Các em nên để ý thật kỹ để không chọn nhầm các phương án đúng. Như vậy thì ở câu này chúng ta thấy phương án B, phương án C, phương án D đều là những phương án đúng về sự gây nhiễm ở virus ở thực vật. Như vậy, chúng ta sẽ chọn phương án A. Xâm nhập trực tiếp vào tế bào thực vật là phương án không đúng. Thấy rất khác, A là đáp án đúng của câu 5. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em chú ý lắng nghe. Xin chào các em.